các bạn hãy quên các công cụ AI chuyển văn bản thành giọng đọc khác đi bởi vì bây giờ Google tạo ra một cái AI có thể đọc giọng đọc theo như ngữ điệu của người Việt Nam theo vùng miền của người Việt Nam đó chị nghe thử nha hồi nhỏ tôi hay theo ngoại ra đồng gạch lúa trời ơi nắng gì mà nắng muốn cháy da cháy thịt luôn mồ hôi cháy ròng ròng mà ngoại cứ lom kho miết tôi ngồi dưới bụi tre cầm cái non lá phe phải nói Ngội ơi, nghỉ xíu đi, nang giữ thần ri làm chi nói Ngội cười khì, nói Nang ri mới khô lúa chở bài Làm lại rồi về nấu nồi chè đậu xanh ăn cho mát ách. Chiều ni, em ra chợ Đông Ba mua ít rau về nấu canh Đi ngang qua cái sạp trái cây, thấy có bảng chôm chôm chín đỏ, em mới ghé vô hỏi. Dạ cô ơi, chôm chôm ni ngọt không rứa. Cô bán hàng cười tươi rói nói, ngọt như tiếng người yêu thì có. Yeah. Anh chị thấy rất là ghê gớm ha. Đây là một số giọng vùng miền mà mình đã thử ở trong công cụ AI của Google và nó có thể đọc rất là tốt anh chị. Thì trong video hôm nay Tuấn sẽ dẫn cho anh chị cách để chúng ta sử dụng như thế nào, từng giọng đó chúng ta sẽ sử dụng cho mục đích như thế nào và nó phù hợp với lại cái ngữ văn như thế nào anh chị đầu tiên á anh chị vào trang web của Google AI Studio ha đường link mình sẽ để phần mô tả ha khi vào đây rồi anh chị sẽ thấy bên tay trái nè nó có cái generate media thì cái phần generate media này họ đã gom gọn lại tất cả mọi thứ anh chị gồm có tạo hình ảnh nè tạo video nè và mới nhất là họ đã bổ sung thêm phần chuyển văn bản thành giọng đọc nữa ha thì thực tế chuyển văn bản thành giọng đọc này á hiện tại có rất là nhiều công cụ đã làm rồi nhưng mà công cụ trong Google AI Studio này á họ là một cái bước tiến cực kỳ là hay hết chị giống như phần demo lúc đầu mà mình, mình cho anh chị xem á tức là nó có thể tạo ra nhiều cái giọng đọc khác nhau hiện tại các công cụ ai khác á họ chỉ có thể tạo ra giọng đọc kiểu như giọng chuẩn hà nội nè hoặc là giọng chuẩn thành phố hồ chí minh chẳng hạn hoặc là một số giọng lớn ví dụ như giọng huế nè thì họ có thể tạo được còn nếu như anh chị muốn tạo những giọng khác ví dụ giọng bình định giọng phú yên hoặc giọng quảng ngãi chẳng hạn đi thì nó gần như không thể tạo được ha thì trong công cụ này á chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được việc đó anh chị vào trong Germany Speed Generation ha, chúng ta chọn vào phần này. Vào đây rồi giao diện như thế này anh chị sẽ thấy ha, từ bên trái qua phần raw structure nè, nó sẽ hiển thị những cái gì mà chúng ta gõ vào đây ha anh chị. Cái phần mà script builder nè, tức là chúng ta sẽ mô tả cái phần giọng đọc đó nó như thế nào, nội dung của từng giọng đọc nó như thế nào. Và cái phần ở bên phải là phần mà chúng ta setting về giọng đọc như thế nào ha anh chị. Thì trong đây á Google Air Studio nó có thể cho chúng ta khá là nhiều lựa chọn ha. Đầu tiên là kiểu như là single speaker, tức là một người đọc duy nhất. Và thứ hai là multi speaker audio, tức là nhiều người đọc ha. Mình sẽ test từng phần để cho anh chị xem ha. Ở cái phần mình bọc giọng đọc thì chúng ta chọn vào single speaker nè. Ở đây anh chị có thể chọn hai mô đồ là so mini flash hoặc là mini pro ha. Thì mình thử mình chọn mini pro ha ở đây anh chị sẽ thấy phần voice nè nó sẽ có nhiều giọng đọc ha ví dụ như giọng Sophia nè là giọng sáng sủa ha hoặc là những cái giọng khác ví dụ như giọng về Leda này là giọng về trẻ trung ha thì từng giọng đọc này chúng ta sẽ sử dụng như thế nào mình có làm một file và anh chị có thể xem ở dưới phần comment ha mình sẽ để file đó dưới anh chị chỉ cần click vào đó anh chị có thể tải cái file này về và trong cái file này á mình sẽ phân ra từng giọng đọc sử dụng vào mục đích gì anh chị nó sẽ có tác dụng như thế nào và nó phù hợp nhất với cái nội dung nào anh chị chỉ cần click vào đó anh chị có thể download được ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng thử một cái giọng đọc như thế này. Mình sẽ để giọng mặc định ha. Và mình viết ở đây một cái câu rất đơn giản như thế này. Ở đây chúng ta sẽ có hai phần. Anh chị sẽ thấy ha. Phần đầu tiên là phần mình mô tả về giọng đọc đó như thế nào. Ở đây mình sử dụng ngôn ngữ và tông đọc của một bạn nhỏ để kể một câu chuyện thiếu nhi trước khi đi ngủ. Thì đây là cái phần mà chúng ta hướng dẫn Google AI Studio nó viết như thế nào. Còn phần dưới này á là phần nội dung hết chị. Khi mà anh chị đưa vào đây á thì Google AI Studio nó sẽ tự động nó nhận biết được ha. Chúng ta không cần phải phân tách hoặc là chúng ta không cần cái dấu nháy gì hết anh chị. Thì Google AI Studio nó sẽ tự biết. Sau đó chúng ta chỉ cần bấm vào nút Run ở dưới này. Ngày xưa ngày xưa, có một bạn gấu con tên là Mỡ Mỡ, sống trong khu rừng kẹo ngọt. Mỡ Mỡ rất thích ăn mật ong và ngủ nướng sáng nào mỡ mỡ cũng bị mẹ gấu gọi mãi mới chịu dậy. Một hôm, mỡ mỡ nói với mẹ, Mẹ ơi, hôm nay con ngoan, con sẽ đi hái hoa về tặng mẹ nha. Mẹ gấu cười hiền, Ừ, nhưng nhớ đi sớm, chưa là mặt trời lên cao, hòa ngủ mất tiêu đó nghen con. Thế là mỡ mỡ mang theo giỏ mây nhỏ, nhạy chân sáo đi vào rừng, trên đường mỡ mỡ gặp bạn thỏ bông, nhín tủm và chim nâu. Cả đám cùng đi, cùng hát, cùng hái hoa. Ồ, các bạn có thể nghe thử ha. Thực tế nếu như một công cụ AI có thể tạo ra được giọng đọc như thế này á, thì mình thấy là các công cụ AI tạo giọng đọc khác á, có thể là quên đi cái việc mà tạo giọng đọc AI hết chị. Bởi vì hiện tại các công cụ giọng đọc AI khác á, thứ nhất là nó tạo ra cái giọng đọc không có thật nó có thể nó sượng sượng hay như thế nào đó ha nó vẫn còn nghe cái cảm giác rất là ai nhưng mà anh chị nghe thử trong google Air studio á không những nó đọc được nghe như là người thật mà nó còn đọc được theo đúng như yêu cầu của chúng ta nữa tức là đây mình muốn nó mô tả một cái giọng đọc kiểu như thế nào và mục đích đọc nó như thế nào thì nó có thể viết cho chúng ta cực kỳ chính xác ha, anh chị khi mà anh chị làm xong rồi anh chị chỉ cần nhấp vào nút ba chấm ở đây nè và chúng ta có thể tải xuống ha và chúng ta có thể sử dụng ha và nhớ là Google Ad Studio tính năng tạo giọng đọc hiện tại hoàn toàn miễn phí chúng ta có thể tạo bao nhiêu cũng được và chúng ta có thể sử dụng bao nhiêu cũng được chưa có tính phí ha anh chị hãy nhanh chóng đăng ký và chúng ta sử dụng thử ha ví dụ như bây giờ mình sẽ chuyển một cái giọng đọc khác không dùng cái giọng zafir này nữa mà mình sẽ sử dụng cái giọng khác ví dụ như giọng của core này đi và mình yêu cầu nó là kể một câu chuyện ma đi chẳng hạn thì mình sẽ yêu cầu nó như thế này nè dùng ngôn ngữ và tâm giọng của một người trung niên kể một câu chuyện ma đi và ở dưới sẽ là nội dung câu chuyện không cần phân tách gì hết anh chị google sẽ tự hiểu là phần nào là phần nội dung cần đọc ha sau khi mà viết hết thì chỉ cần generate đây nè và chúng ta đợi nó tạo xong thì nó sẽ có một cái giọng đọc và chúng ta sẽ nghe thử giọng đọc đó ha tối đó tầm hơn 11 giờ trời mưa lâm dâm gió thổi qua từng khe cửa nghe rít lên từng hồi lạnh gáy nam sinh viên năm hai đang ở trọ một mình trong căn phòng nhỏ ở cuối hẻm khu trọ ấy có tiếng là rẻ nhưng ai cũng đồn là có chuyện nam vốn không tin ma hôm ấy đang ngồi học bài thì điện vụt tắt ngoài trời sấm chớp liên hồi cậu bật đèn pin điện thoại lên vừa định đi lấy nến thì nghe tiếng gõ cửa cộc 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 nam cao mày nghĩ là bà chủ trọ Vừa mở hé cửa ra thì không thấy ai Chỉ có một cái bóng ướt nhẹp in trên nền xi măng Dài loang ngoăng Như thể ai đó vừa đứng đó một lúc Mình test thử một cái nội dung ngắn ngắn vậy thôi anh chị Để cho anh chị biết là cái khả năng đọc của Google Air Studio này nó bá đạo như thế nào ha những cái phần từ khi mà chúng ta viết vào đây anh chị, nó có thể đọc và nó hiểu được ngữ cảnh chính xác ở trong đó nó sẽ đọc như thế nào ha. Ví dụ ngay chỗ mà gõ cửa cọc thì nó sẽ gõ cửa 3 tiếng ha. Tiếng đầu tiên thường là lớn nhất ha, sau đó nó nhỏ dần. Thì nó cũng hiểu và nó đọc theo cái ngữ cảnh kiểu như vậy anh chị. Chứ nó không phải đọc một cái cách mà vô tri giống như một số con cụ ai khác là cứ ghi cái gì ra thì nó sẽ đọc như vậy. Nó không có biết điều chỉnh âm thanh, điều chỉnh âm lượng và nó cũng không có biết cách để chúng ta ngắt nghĩ câu như thế nào ha. Thì đây là một trong những điểm mạnh cực kỳ lớn của Google AI Studio tính năng chuyển văn bản thành lời thoại anh chị cực kỳ tốt ha và hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng nó vào mục đích thương mại ha ở trong đây nè anh chị cái phần giọng đọc này á nó có rất là nhiều giọng đọc anh chị hiện tại nó có 30 giọng đọc và 30 giọng đọc này á nó sẽ có cái tâm điệu đọc khác nhau cái nội dung đọc nó khác nhau và anh chị muốn sử dụng nó vào cái mục đích gì cụ thể á thì mình có làm một cái file mình để dưới phần comment ha chỉ cần click vào đó chúng ta sẽ xem được những giọng đọc đó phù hợp nhất cho cái nội dung gì ha cái tông đọc nó sẽ như thế nào dòng đọc đó của nam của nữ và chúng ta sử dụng vào mục đích gì là phù hợp nhất ha thì phần nội dung đó mình sẽ để với phần comment ha anh chị chỉ cần tải về thì chúng ta có thể sử dụng được ha nhưng mà trong đây anh chị có một tính năng rất là hay đó là tạo một cái phần giọng đọc giữa hai nhân vật với nhau anh chị đây là tính năng multi speaker audio chúng ta có thể xem ở đây nè một trong những tính năng mà các công cụ ai chuyển văn bản thành giọng đọc khác cũng chưa có đâu anh chị ở đây anh chị sẽ thấy có hai speaker là speaker 1 và speaker 2 ha. Chúng ta có thể chọn dòng đọc như thế nào. Ở cái phần mà raw structure này á, tức là cái phần mà họ giới thiệu và chúng ta có thể copy cái phần nội dung vào đây. Phần mà script builder á, chúng ta có thể đưa cái phần mà nội dung nhưng mà theo cái kiểu là từng dòng từng dòng như thế nào anh chị. Mình sẽ chỉ cho anh chị cách để chúng ta làm sao mà đỡ mất thời gian nhất và hiệu quả nhất anh chị. Đầu tiên á, giả sử như bây giờ mình sẽ có một cái đoạn hội thoại kiểu như thế này đó là giữa anh hai và cô ba đang nói chuyện với nhau ha kiểu như hai người mà đang nói chuyện làm quen anh chị thì ở đây mình sẽ có thể viết như thế này và mình sẽ bổ sung cái giọng đọc lên đây nó đọc theo kiểu gì hả anh chị ví dụ như bây giờ mình muốn đọc là đậm chất giọng miền tây đi thì mình sẽ yêu cầu nó như thế này anh chị sẽ copy cái chữ của anh hai nè vào trong speaker 1. khi mà chúng ta copy chữ anh hai vào cái chỗ speaker một thì cái phần anh hai ở đây nó sẽ màu cam lên nè và chúng ta sẽ tiếp tục copy của cô 3 và speaker 2. Chúng ta làm vậy để làm gì? Bởi vì speaker 1 và speaker 2 á, nó sẽ phân ra là nó biết ở đâu là giọng đọc của người A, ở đâu là giọng đọc của người B. ha Chúng ta phải copy như vậy thì nó mới biết anh chị. Và đây là cách mà khi mà chúng ta làm đỡ mất thời gian hơn. Ha. Chúng ta không cần phải gõ giọng đọc của từng dòng nữa mà chúng ta sẽ copy nguyên một dòng. Và sau đó chúng ta chỉ định dạng là ở đâu là giọng đọc của người A, đâu là giọng đọc của người B thế ha. Và ở đây chúng ta sẽ bắt đầu tin lại giọng đọc. Ví dụ như giọng đọc của người A là anh hai á là dòng đọc nam đúng không mình sẽ chọn một cái dòng đọc nam ở dưới đây ví dụ mình sẽ chọn dòng đọc của umreal này chẳng hạn đấy và cô ba mình sẽ chọn dòng đọc nữ ha ví dụ mình sẽ chọn cái dòng đọc của sơ này chẳng hạn thì từng dòng đọc này như thế nào giống như mình nói ở trong video ở dưới phần comment mình có để cho anh chị và anh chị sẽ biết cách là chúng ta sẽ sử dụng dòng đọc đó phù hợp với gì ha ok ha phần script builder đã xong tức là phần nội dung ở trên đây mô tả giọng đọc như thế nào và phần nội dung dưới đây đã xong chúng ta bấm vào run ủa cô ba bữa nay đi chợ sớm giữ hang thấy cổ bận cái áo bông cười cái là thấy sáng cả khúc đường luôn á nha trời đất ơi nói gì nghe mắc cỡ muốn xỉu luôn á anh hai em đi chợ chưa đâu có đi thi hoa hậu đâu mà khen dữ vậy thiệt mà cổ mà thi là mấy bà khác tới công chuyện luôn chứ không giỡn mà cổ có hay đi chợ khúc này không tôi cũng hay ghé quán cà phê kế bên nè không có thường đâu bữa nay hên ghê mới gặp được ảnh đó chứ mà ảnh tên gì hăng? tôi hai người xứ gò công mà giờ về đây trồng bưởi bữa nào cổ rảnh ghé giường tôi chơi ăn bưởi dòng mới hái ngọt như đường thiệt luôn nói vậy chứ bữa nào rảnh em ghé thiệt nghe nhớ để dành bưởi ngon cho em á ờ ừ, thì khổ tới là tôi để riêng cho một giỏ bữa chản luôn chứ ai mà dám ăn trước cô ba anh chị sẽ nghe thử ha rất là hay á anh chị tức là ngoài việc mà chúng ta có thể tạo dòng độc của nhiều nhân vật anh chị có thể chọn giọng đọc đó theo cái tông giọng như thế nào luôn hả anh chị? Rất là độc đáo ha. Nếu như chúng ta muốn kiểu như là giọng đọc đó của một người kể chuyện nhưng mà xuyên suốt luôn thì anh chị chọn vào single speaker thôi. Giống như cái cách đầu tiên mà chúng ta làm. Chúng ta chỉ cần thay thế cái cụm từ đầu tiên á để chúng ta mô tả giọng đọc nó như thế nào và chúng ta đưa cái nội dung vào. Còn ở đây á là chúng ta vừa mô tả giọng đọc nó như thế nào vừa kết hợp giữa hai nhân vật anh chị và nó làm cực kỳ tốt ha. Nói thật là mình không hình dung được là Google làm ra một cái công cụ AI để có thể chuyển văn bản thành dòng đọc nó tốt như thế này. Bởi vì hiện tại á, nó đang rất là thiếu anh chị một công cụ tạo dòng đọc có cảm xúc và nó theo cái như những gì mà chúng ta mong muốn ha. Bởi vì khi mà chúng ta bán hàng hoặc là chúng ta làm những video quảng cáo anh chị, tùy thuộc vùng miền rất là nhiều. Đặc trưng ở Việt Nam á, đó là có vùng miền rất là nhiều và mỗi vùng miền sẽ có một chất giọng rất là đặc trưng hết anh chị. Chúng ta làm nó sẽ phù hợp hơn với chất giọng ở cái vùng miền đó thì chúng ta sẽ đánh vào tâm lý của khách hàng phù hợp hơn anh chị thì đây là một trong những công cụ AI vừa miễn phí vừa có thể tạo ra giọng đọc cực kỳ tốt ha và chúng ta có thể tùy chỉnh khá là sâu để mà tạo ra giọng đọc như ý thì còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không sử dụng và chúng ta áp dụng vào công việc anh chị ngoài ra ở trong đây nó có thể tạo ra được rất là nhiều giọng đọc khác nữa giống như những phần demo ban đầu mà mình đã cho anh chị xem thì mình sẽ để tất cả những phần prompt này với phần comment cũng như là từng giọng đọc này phù hợp với gì mình sẽ để với phần comment tất cả ha anh chị cần chị cần click vào đó anh chị download về ha ok anh chị đó là đề môn nhanh về công cụ test to speak của google ai studio anh chị một công cụ cực kỳ mạnh cực kỳ hay và gần như nó sẽ đánh bại tất cả công cụ chuyển văn bản thành audio thời điểm hiện tại anh chị thời điểm sau này khi mà google ai studio này thu phí như thế nào thì mình không biết nha nhưng mà hiện tại thì chúng ta có thể sử dụng miễn phí ha OK anh chị, nếu anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé. Còn nếu anh chị muốn học sâu hơn về AI thì mình cũng có một khóa e-learning rất là chi tiết cho anh chị ha. Trong khóa e-learning này anh chị mình chia sẻ rất là chi tiết tất cả các nội dung về AI ha, từ chatbot về hình ảnh về âm thanh về audio phần dưới xịt. Và tất cả những thứ đó chúng ta kết hợp lại thành một video hoàn chỉnh Có thể làm video quảng cáo, có thể làm video xây kênh, có thể làm video giáo dục Rất là nhiều thứ anh chị Và anh chị có thể xem tất cả các kết quả đạt được đây ha Những phần kết quả này là những phần mà mình sẽ hướng dẫn trực tiếp ở trong khóa học này Và trên đây là phần nội dung chúng ta sẽ học anh chị Hiện tại đã đâu đó hơn 32 giờ đồng hồ rồi anh chị Rất là nhiều kiến thức ha Hơn 2.000 phút để chúng ta có thể học Thì anh chị có thể hình dung là nó nhiều kiến thức đến mức nào và khi mà anh chị học thì anh chị có những thắc mắc là anh chị có thể inbox cho mình ha Hoặc là anh chị có thể box bài tên group học viên ha Mình sẽ vào đó và anh chị học viên sẽ hỗ trợ chúng ta giải đáp thắc mắc anh chị Chúng ta có thể học và trao dồi kiến thức để chúng ta áp dụng AI vào trong cuộc sống và những công việc chúng ta anh chị Tối ưu hóa về cái việc chúng ta làm việc và tối ưu hóa về thời gian cũng như là hiệu suất cũng như là tạo ra những nguồn thu nhập khác nữa anh chị Nếu như anh chị quan tâm một khóa e-learning nè, mình sẽ để phần mô tả ha, anh chị có thể đăng ký một tài khoản học thử ha rất hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa e-learning này, này và chúng ta cũng sẽ gặp nhau trong các video lần tới trên channel Nghề Công Sở. Bye bye anh chị!